yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức phẩy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé bố mẹ. Điều con trẻ cần, một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được, cơ hội để được trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích. Nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác. Tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ. Tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion. Nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106. Gặp thầy Danh, độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Học phí 7 triệu một khóa, học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Fanpage đào tạo diễn viên lồng tiếng. Tân Phong Promotion hẹn gặp lại các bạn. Tốt bộ cho good mood tung hoành.